Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái khu vườn ươm hơm giống hoa giấy. Cái khu vườn này thì diện tích nó là khoảng hơn 250 m² rồi nha. Và đang ươm những cái cây hơm giống hoa giấy nè. Thì khi các bạn làm thì các bạn phân ra cây lớn thì để riêng để mình ra chậu lớn hơn. Và bao thì mình vô bao phân sẵn như thế này nè, mình ghim nó tiện hơn. Và đây là cây giống nhỏ nè các bạn. Đây cây giống nhỏ thì các bạn giữ lại và cách mặt đất nè. Cây giống nhỏ các bạn ghim 2 cây một lượt á thì cái chậu hoa giấy thì nó sẽ đẹp. Hiện tại thì sớm mình trồng hoa giấy và bán rất là đắt nha các bạn, nên cái nhu cầu mua hoa giấy rất là nhiều. Thành ra không đủ bán. Cái này mới làm không à. Nhiều lắm, nó chưa lên luôn đó. Cái này thì được một tuần nè các bạn, nên nó nhú chồi lên rồi nè. Nhú chồi xanh xanh lên rồi đó. Được một tuần lễ. Còn đây là những chậu còn sót lại, khoảng 2 tháng là nó bay lớn gì nè các bạn. Thì nó sẽ ra bông luôn. Đây bông nè. Tại vì người ta lựa thì còn sót lại thì mình dưỡng nó lại thì nó thành cây hoa giấy lớn hơn. Và nó trổ bông luôn. Thường thì mình ghim cây hoa giấy thì khoảng 1 tháng là nó có thể là nó ra bông luôn đó. Lúc mình đang ươm á, nó cũng ra bông luôn. Đây là những cây mà còn sót lại đó, người ta không mua đó, nên dưỡng nó tiếp và nó sẽ lớn lên hơn thì bán giá cao hơn. Đây là những cái cây hoa giấy được 3 tuần tuổi nè. Các bạn thấy nó ra hoa luôn không? Đó, 3 tuần nó cũng ra hoa luôn. Rồi khi được 3 tuần tuổi thì các bạn nhớ xịt thuốc dưỡng lá. Thuốc dưỡng lá thì các bạn mua ở ngay chỗ bán thuốc bảo vệ thực vật á. Họ sẽ bán cho các bạn giá rất là rẻ luôn nha. Nó không có nhiều chân, các bạn về các bạn pha xịt lên lá hoa giấy. Đó, nó ra hoa luôn đó. Thì cái cây hoa giấy của bạn rất là tốt luôn. Ba tuần tuổi đó và đang xịt thuốc dưỡng lá đó. Những cái chậu hoa giấy này 3 tuần thì chưa ra chậu lớn nha các bạn, hãy để 5 tuần hết ra thì cái cây giống mình nó sẽ rất là tốt. Đây là chậu nhỏ thôi chứ nó không phải là cái chậu hơm giống lớn. Ba tuần đó các bạn mà nó cũng sum xê hết biết hết các bạn. Lá nó ra, tược nó ra rất là tốt. Mình trồng số lượng nhiều thì các bạn vô sẵn như thế này. Cái này là nguyên nhân cái màu các bạn thấy nó như vậy là do cái cây giống nó bị chết. Nhưng mà mình vẫn giữ lại và mình ghim tiếp nữa nha. Tại vì trong lúc mình làm nó sẽ có một số nó sẽ bị chết. Thì mình giữ cái bọc này lại mình làm tiếp. Nó không sao nha các bạn. Chứ đừng có vứt đi.
Hiện tại thì dưới mình bây giờ làm hoa giấy không kịp luôn á các bạn, trồng không kịp bán luôn á. Nó nhiều lắm nhưng mà không đủ đáp ứng cho các bạn. Đây là những chậu mới nè, là phân sơ dừa các bạn vô sẵn như thế này luôn. Các bạn để lớp lớp vậy luôn rồi các bạn ghim một lượt luôn. Trước khi ghim thì các bạn tưới nước một loạt luôn cho mình. Rồi các bạn để ngày sau qua các bạn hả rim đó. Ghim cái cây hơm giống hoa giấy vô. Tại vì mình làm số lượng nhiều á nên mình làm như vậy nó hiệu quả hơn, nhanh hơn. Chứ làm mà từ 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 cây không biết chừng nào mới xong nha các bạn. Đó, các bạn để lớp lớp sẵn hết. Rồi các bạn sẽ xịt nước lên. Rồi các bạn hả đi cắt cái những nhánh hoa giấy trên 6 tháng tuổi, các bạn ghim nó vô, nhúng thuốc chứ. Rồi các bạn phải để cho nó khô cái thuốc đó đó. Rồi các bạn mới ghim lại chậu hoa giấy. Ghim vào chậu sơ dừa nha các bạn. Mình nói lộn. Còn đây là hoa giấy Mỹ thì lấy cái gốc nó cho nó đẹp nên trồng theo cách vậy. Còn đây là những cái chậu hoa nó được 5 6 tháng tuổi mà nó đẹp vậy đó các bạn. Thì ở xóm hoa giấy á, ngoài ra trồng hoa giấy còn trồng rất nhiều loại hoa kiểng khác nữa chứ không phải riêng gì hoa giấy. Mình cũng trồng hoa giấy luôn và trồng kiểng luôn nhưng mà mình không đủ bán cho các bạn. Nên mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn trồng được cây hoa giấy. Còn các bạn nào muốn mua bạn tới ngay cái xóm hoa giấy của mình thì họ chịu bán chứ họ không chịu ship đi rồi các bạn ơi. Ở làng hoa Sa Đéc các bạn đi vào khoảng 3 đến 4 cây số là nguyên cái xóm của mình sẽ trồng hoa giấy, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Các bạn đi dài dài trồng đầy hết luôn. Rồi các bạn sẽ hỏi mua giống hoa gì cũng có, hoa ghép cũng có, nằm sắc ngũ sắc gì cũng có hết. Mình thì hướng dẫn cho các bạn cách trồng, mình trồng được nên các bạn sẽ làm theo mình và trồng cũng được luôn. Thì cái số điện thoại mình để vô phần mô tả đó, các bạn kết Zalo với mình đó là nhà Mai Cát Đằng, thì mình sẽ chỉ dẫn các bạn, chỉ giùm thôi, miễn phí thôi, mình không lấy tiền để các bạn làm được. Còn ngoài ra mua bán thì mình chỉ giúp một số ít thôi chứ mình không thể giúp số nhiều được nha. Tại hiện tại giờ khó khó mua được cây giống hoa giấy lắm các bạn. Tại vì người ở đây là người ta giữ lại để người ta trồng ra tiếp tiếp nhiều hơn thôi. Dài dài chỗ nào cũng trồng hoa giấy hết nè các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem nha. Mình xin chúc các bạn nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.